Quý vị khán giả thân mến, hành trình bếp yêu thương ngày hôm nay của chúng tôi đang quay trở lại với miền Tây thân thương. Và ngồi bên cạnh Thanh Thảo là một gương mặt rất là nổi tiếng, và trong suốt khoảng thời gian qua, anh đã giành được rất là nhiều tình cảm của những khán giả mộ điệu cải lương miền Tây, đó chính là Kim Tiểu Long. Xin chào anh. Chào em. Kim Tiểu Long xin chào tất cả khán giả của chương trình Bếp Yêu Thương. Anh Kim Tiểu Long này, mỗi lần mà về tới vùng miền Tây thì Thanh Thảo bao giờ cũng có một cái cảm giác rất là gần gũi, thân thương. Bởi vì cái cách của người miền Tây sống đôn hậu mà thật thà đó anh. Và đối với Thảo thì Thảo cũng biết là anh sẽ có một cảm xúc rất là đặc biệt dành cho miền Tây, đúng không ạ? Một người nghệ sĩ mà người con của tại Vĩnh Long á, thì được mời về Vĩnh Long làm các chương trình từ thiện không, thì anh cảm thấy một cái điều là đó là một cái niềm vinh dự, là hạnh phúc của mình lắm rồi. Dạ. Cho nên lúc nào nghe và cũng phải là nhận lời hết, dù bận biểu như thế nào cũng phải nhận lời về quê hương xứ sở của mình. Dạ. Anh biết không, phép ăn ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long hôm nay mà mình sắp sửa ghé thăm á, thì Thảo có thể dùng một cụm từ để diễn tả với anh và tất cả quý vị khán giả, đó là triệu nặng ân tình. Và những ân tình đó đã ấm áp như thế nào, thắp lên cái nguồn hy vọng cho những bệnh nhân ở đây ra sao. Thì bây giờ anh em mình sẽ ghé vào bếp để thăm. Mười năm qua, cái góc bếp thân yêu này luôn đỏ lửa trong suốt gần 4.000 ngày. Từ những ngày đầu xây dựng, dù chỉ để cấp những ấm nước sôi và bát cháo trắng mỗi sáng, vậy mà những người sáng lập đã sẵn sàng gánh món nợ hơn 20 triệu đồng. Bao trăn trở, âu lo ấy đã được cộng đồng chia sẻ. Ban đầu chỉ là bếp nước sôi, rồi bữa cháo trắng sáng. Nhưng bây giờ, mỗi ngày bếp đã lo luôn hai buổi cơm chay với gần 300 suất ăn mỗi ngày, giúp nhiều bệnh nhân nghèo, thân nhân người bệnh giảm đi được cái khoản chi phí ăn uống mà dành dụm số tiền ít ỏi cho việc chữa trị bệnh đau. Ông bà ta nói, cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương, trao yêu thương lại về. Nhiều tiểu thương ở chợ Tam Bình cứ khoảng 3 giờ chiều hàng ngày là gom góp rau xanh, đường, bột ngọt và nhiều nguyên liệu khác nếu có, để giúp cho bếp ăn. Tiếng thơm của cái bếp yêu thương Bệnh viện Đa khoa Tam Bình cũng lan tỏa. Bà con các xã trong huyện và cả những địa phương lân cận bày tỏ nguyện vọng thành lập các tổ. Mỗi tổ sẽ đảm trách chi phí và nấu nướng trong suốt một tuần. Từ 4 tổ trong tháng, nay đã lên đến 14 tổ. Đến nỗi có nhiều mạnh thường quân nói vui rằng, nhớ các bếp ăn lắm, nhớ sự phấn chấn của bệnh nhân khi nhận phần ăn, mà phải mất tới 3 tháng rưỡi mới có dịp trở lại phục vụ tại bếp, để được sống trong 7 ngày đầy ắp sự yêu thương. Chào mấy cô ạ. Chào chị Phượng. Củ quả quá trời nhiều vậy. Này là mình chuẩn bị thức ăn cho buổi chiều hả chị? Dạ, chị chuẩn bị cho buổi chiều. Dạ. Buổi sáng thì đã làm xong rồi. Dạ. Chị Phượng ơi, em có nghe mọi người chia sẻ về bếp ăn của mình ngay từ những ngày đầu thành lập thì rất là khó khăn, và thậm chí là mọi người phải đi vay mượn rồi gồng gánh cả những cái số nợ đó. Vậy thì lý do tại sao mà chị lại có cái tâm huyết để thành lập cái bếp ăn này ạ? Bệnh viện này hàng ngày là khoảng từ 70 đến 100 bệnh. Mà cái điều kiện nấu nướng ở đây thì rất là khó khăn, không có chỗ để nấu. Rồi bên hội từ thiện của tụi chị mới có cái nhã ý là mình phải có cái gì đó để hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo. Còn về nhân lực thì lúc đó cũng vậy, rất là yếu. Tức là chỉ có 4 tổ thôi, vậy thì chỉ có khoảng 20 người phục vụ. Thì em thấy đó, lay quay thì 3 tuần thì quay lại tới mình. Rồi dạ. Sau đó thì cái điều kiện của chị phát triển dần. Thì đến nay là chị đã được 14 tổ. Ở đây em thấy thì đa phần những người mà tình nguyện viên thì cũng lớn tuổi, là các bác, các bà cũng lớn tuổi rồi. Như bà ngồi bên cạnh. Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? Nay được 83 tuổi. Dạ, bà phục vụ công việc này bao lâu rồi ạ? Mười mấy năm rồi. Từ lúc ra mắt tới giờ. Dạ. Mình đi giúp được gì thì mình thấy vui. Và đi đây, nhưng mà tôi gặp có cháu là nghệ sĩ. Dạ.
Dinh Tiểu Long. Dạ. Yeah. Thấy vậy là cũng cái niềm vui. Dạ. Yeah. Mọi người cũng rất là quý anh Kim Tiểu Long khi mà anh về đây cùng tham gia cái hành trình của Bếp Yêu Thương rồi mang niềm vui đến cho mọi người. Sẵn đây giờ anh Kim Tiểu Long làm một món quà tặng mọi người được không ạ? Anh lên câu giọng cổ được không ạ? Bạn có đồng ý không? Cho chẳng có Lan. Dạ. Em khóc đi, khóc nữa đi Lan. Nếu mỗi giọt nước mắt em rơi làm dời đi một phần nào trong lòng em buồn tôi, nếu dòng lệ kia có bôi xóa được kỷ niệm của những ngày qua, nếu bảo rằng em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn bằng nhớ là cả đời em dương mang nhiều khổ lụy. Nhưng thôi Lan ơi, em hãy quên đi chứ nhớ làm chi khi con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn ấm vang trong gió, ân nghĩa nặng quằn dài mà anh đã dội giông tình. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mình vô trong chuẩn bị phát cơm hả chị ha? Chị Phượng ơi, trong số mà những bệnh nhân đến đây để nhận cái suất ăn từ thiện của mình đó, thì chị cảm thấy là chị thương cái nhân vật nào nhất và cảm thấy trăn trở với lại một bệnh nhân nào không ạ? Đặc biệt đó chị, có cái hoàn cảnh đặc biệt đó chị? Có nhiều bệnh nhân lắm em, nhưng mà gần đây thì có chú Ẩn. Chú Ẩn là 80 mấy tuổi rồi. Mà chú thì không quá một tuần, không quá một tuần thì chú đã nhập viện rồi. Nhưng mà gia đình nó thì cũng bà vợ ở nhà thì cũng 80 mấy tuổi rồi, cũng như là già yếu rồi, đâu có đi theo nuôi được. Rồi chú ở có một mình ở bệnh viện, cũng có con, nhưng mà con cái thì ai cũng tư riêng rồi cũng khó khăn á. Dạ. Lo làm lụng thì cũng lâu lâu mới đến thăm. Thì dạ, ông ở đây là xuyên suốt, là có bữa ông đi xuống nhận cơm không nổi á. Dạ. Thì ở đây tụi chị phải mang cơm đến phòng. Dạ. Cho ông. Rồi một lát nữa mình phát cơm xong á cô. Dạ. Rồi mình đi thăm bác đó được không? Thì nếu như mấy em muốn đi thăm thì chị sẵn sàng hướng dẫn mấy em đến đó để thăm bác thôi. Chắc bác mừng lắm à. Những thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cứ hay gọi ông Nguyễn Văn Ẩn là người ăn cơm bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Vì hầu như mỗi tháng ông có đến 20 ngày nằm trong bệnh viện. Sở dĩ ông được mọi người nhớ rõ vì ông nằm trong viện chỉ một mình. Quần áo các chị hộ lý giặt hộ, cơm nước thì bếp ăn từ thiện lo. Còn với ông Ẩn, chuỗi ngày nằm điều trị chứng thiếu máu cơ tim, cao huyết áp ở đây luôn là sự trống vắng, cô đơn và buồn bã. Ở cái tuổi 84, trong lúc bệnh tật, ông lại không có một người kề cận chăm sóc. Những đứa con ông đều nghèo, lo chạy gạo từng bữa, cũng không có dịp đi nuôi cha và chỉ là thỉnh thoảng chạy ra thăm ông xem bệnh tình thế nào mà thôi. Những ngày này, sức khỏe của bà cũng kém hơn, nhưng điều bà lo lắng nhất vẫn là chuyện ông nằm viện chỉ có một mình. Mấy cây bưởi năm roi, nguồn thu nhập chính của gia đình, từ khi không có ông chăm sóc cũng kém trái và già cỗi nhanh hơn. Đợt bưởi này không biết thu nhập được bao nhiêu, có đủ gửi ra bệnh viện, dù chỉ để đóng 1% tiền viện phí cho ông. Dạ, con bác. Chào bác ạ. À, bác Ẩn phải không bác? À. Dạ, bác ăn cơm sắp xong chưa? Dạ, sắp xong. Bác, rồi bác ở trong bệnh viện như thế này nè, rồi gia đình á, bác gái cũng không có tới thăm bác thường xuyên, rồi con cái cũng phải bận bịu đi làm. Như rồi bác ở trong đây, bác cảm thấy là hoàn cảnh gia đình như vậy, rồi bác có cảm thấy tủi, có buồn quá không bác? Buồn, nhưng mà nhờ có anh em bởi đồng bệnh với nhau, và nhất là cái nhà cơm đó, thì tôi quen nhiều hơn. Bởi hàng ngày tôi cơm nước tôi xuống dưới thường. Mà mấy anh chị em ở dưới tỉnh là giúp đỡ tôi.
coi tôi như là chú bác ruột thì cha mẹ ruột vậy đó. Nghĩa là giúp đỡ hết tình. Con Đức chưa? Bao lâu rồi bác không được gặp các cháu ở nhà, cháu nội, cháu ngoại? Gần tháng rồi. Nằm ở đây là gần tháng. Dạ. Trong các người bệnh có mình tôi nằm lâu ở đây. Nếu như mà gần Tết rồi nè, vậy thì lúc đó mình có về nhà ăn Tết không hay là mình vẫn ở bệnh viện bác? Bác có mong hơi mau hết bệnh nên về nhà ăn Tết không? Gần Tết rồi. Đúng, đúng. Dạ, cái đó là cái mang đường mong mỏi. Chẳng những mà về nhà ăn Tết cũng phải không ba? Về gặp bà con trong đó. Ông mừng lắm. Đó. Hôm nay á, chương trình Bếp Yêu Thương tới đây để thăm bác nè, rồi thăm bếp ăn từ thiện của bệnh viện mình. Dạ. Xong á, thì chương trình có dành tặng cho bác một cái phần hỗ trợ. Dạ. Thì tất cả những người thực hiện chương trình cũng mong là bác sẽ dùng cái số tiền này để có thể chữa bệnh cho bác nè, để dạ, sớm bình phục rồi Tết này mình về nhà mình ăn Tết với cả nhà ha bác ha. Thật ra thì cháu nói cùng nói đó, cháu bác cảm động vô cùng, muốn rơi lệ. Thật ra ít người nói được như vậy. Thôi bác đừng có xúc động quá, bạn mình bệnh tim nữa. Xúc động quá không tốt. Thôi vậy bác phải cố gắng giữ sức khỏe nha, uống thuốc đúng giờ nữa nha. Rồi, cảm ơn bác. Quý vị khán giả thân mến, với những câu chuyện trĩu nặng ân tình ngày hôm nay tại Bệnh viện Đa khoa Tam Bình, tại Bếp Ăn Từ Thiện, thì nhãn hàng dầu ăn Mezan đã quyết định dành tặng một phần thụ hưởng đặc biệt đến cho nhân vật của chúng ta, đó chính là bác Ẩn. Xin được gửi tặng đến bác 15 triệu đồng để có thể giúp cho bác có chi phí để trang trải trong bệnh viện. Xin được mời anh Dũng sẽ đại diện cho nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan trao phần quà này đến cho bác Ẩn. Xin đại diện cho nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan gửi đến bác phần hỗ trợ là bằng tiền mặt là 15 triệu đồng để coi như là san sẻ một phần khó khăn với gia đình bác và giúp bác yên tâm điều trị bệnh, mau chóng trở về cùng với gia đình. Và cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ dành một phần hỗ trợ đến cho bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa Tam Bình Vĩnh Long. Đó chính là một năm sử dụng dầu ăn cao cấp Mezan cùng với một phần tiền mặt là 10 triệu đồng. Xin mời anh Dũng. Và xin được gửi đến chị, đây là phần quà 100kg gạo của một khán giả, anh Luân ở thành phố Hồ Chí Minh dành tặng cho bếp ăn của mình. Còn hôm nay Long có một món quà để đến đây gửi cho cô mua rau củ gì đó để cho bà con cô bác ăn. Dạ, thay mặt cơ sở chị cảm ơn Dùm Tiểu Long nhiều. Dạ. Dạ. Đến đây thì chương trình Bếp Yêu Thương xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Bếp yêu thương mang hạnh phúc.